khán giả ào ạt chuyển khoản để đền bù cho huấn luyện viên Chu Xie, nhưng VFF không phải trả đồng nào. Ngay sau trận thua thứ 3 của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Indonesia, có rất đông người hâm mộ chuyển tiền để góp tiền đền bù cho huấn luyện viên Philippe Chu Xie. Trên thực tế, VFF sẽ không phải đền bù hợp đồng cho huấn luyện viên Chu Xie. Vì sao? Giọt nước đã tràn ly khi rất đông cổ động viên có mặt trên sân Mỹ Đình để cổ vũ cho các cầu thủ và đội tuyển Việt Nam trong trận đối đầu đêm ngày 26 tháng 3 với đối thủ Indonesia, nhưng đồng loạt bày tỏ sự phản đối huấn luyện viên Philippe Chu Xie. Ngoài răng những băng rôn với dòng chữ đề nghị huấn luyện viên Chu Xie ra đi, sau khi kết thúc trận đấu các khán đài sân Mỹ Đình cũng đồng loạt nghe những tiếng hô vang Chu Xie out vì quá thất vọng, bất mãn cách dùng người của ông. Thậm chí, sau trận đấu đã ghi nhận có rất đông cổ động viên, người hâm mộ Việt Nam quá bức xúc đã đồng loạt chuyển tiền vào tài khoản VFF để góp quỹ đền bù hợp đồng ông thầy người Pháp. Thế nên mới có chuyện, vừa ngồi làm việc với huấn luyện viên Philippe Chu Xie, VFF liên tục nhận được thông báo cập nhật số dư, với đơn vị bằng trăm những lệnh chuyển khoản từ các cổ động viên, mỗi người góp 50.000 đồng. Trước đó, dư luận đã nóng bởi chủ đề VFF sẽ phải đền bù cho huấn luyện viên Chu Xie bao nhiêu nếu thanh lý hợp đồng sớm, trước thông tin con số đó rất khủng lên đến 1,68 triệu đô la Mỹ, khoảng 40 tỷ đồng. Điều này đã tạo nên một làn sóng các người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sẵn sàng góp tiền gửi VFF để sớm chia tay nhà cầm quân vừa bước sang tuổi 69. Trên tinh thần mỗi người góp 50.000 đồng thì gần 1 triệu người sẽ thừa để đền bù hợp đồng. Thực tế, mong mỏi đó đã được toại nguyện khi trong đêm sau trận đấu, VFF và huấn luyện viên Philippe Chu Xie đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26 tháng 3, kèm lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam. Nếu không, có lẽ số cổ động viên chuyển tiền cho VFF còn tăng nhiều nữa. Vì đêm ngày 26 tháng 3, đôi bên đã có ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng nên về mặt pháp lý, VFF không phải đền bù hợp đồng cho huấn luyện viên Chu Xie.